Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hãy Chia Sẻ Cùng Chúng Tôi. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng không hiểu có phải nguyên nhân do cuộc sống càng ngày càng phát triển hay không mà bây giờ có rất nhiều người ở nhiều lứa tuổi khác nhau hay gặp một hiện tượng và người ta cảm thấy rất là mệt mỏi, gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Đó là hiện tượng hoa mắt, chóng mặt, ù tai, và rất nhiều người cho rằng đó chính là chứng rối loạn tiền đình. Nhưng không biết có phải đấy được gọi là rối loạn tiền đình hay không, và chúng ta đã có đủ kiến thức để phòng chữa bệnh này hay không, thì ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi và cùng lắng nghe những chia sẻ của các bác sĩ với chuyên môn cao về lĩnh vực này. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Năng Tấn, bác sĩ của chuyên khoa thần kinh Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Và xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Lê Lương Đống, nguyên Phó giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị, trước hết thì mời quý vị và xin được mời hai bác sĩ chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự về bệnh nhân được thăm khám bệnh lần này của chúng tôi. Chuyện đứng, ngồi, đi lại hay đơn giản là làm những việc vặt trong nhà dường như là những hoạt động hết sức bình thường của con người. Nhưng đối với những bệnh nhân mắc hội chứng chóng mặt như chị Lê Thị Ngọc Lan thì đây quả là điều hết sức khó khăn. Đôi khi chỉ là đi lên cầu thang cũng khiến chị thấy sợ, vì chị có thể bị ngã bất cứ lúc nào. Thời gian gần đây là tôi hay chóng mặt, đang ngồi thế này mà đứng lên là nó chóng quay cuồng hết cả mặt mũi, nhà cửa nó quay cuồng lên, quay hình tròn, lúc thì hình lộn ngược lên, nó nhiều kiểu lắm, cho nên là làm cho tôi đứng không vững, ngồi cũng không yên nữa. Nếu mà tôi đang bị chóng mặt mà đi cầu thang là chỉ đi được 1-2 bước là tôi lại nghỉ. Thế xong tôi đứng chững một lúc, tôi định thần ý, thì là nó bình thường trong đầu óc tôi thì tôi lại đi được. Có những khoảng thời gian mà chị Lan hễ bước đi đâu là phải bị đầu thì nặng trĩu và rất khó ngủ. Sức khỏe không tốt ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của chị, làm chị không muốn giao tiếp với ai. Đã từ lâu, cuộc sống của chị Lan chỉ giới hạn trong 4 bức tường. Hạn hữu lắm, hàng xóm mới thấy chị đi ra ngoài như thế này. Cũng bởi người nhà lo cho sự an toàn của chị, đi ra ngoài, chị có thể bị ngã, bị va chạm xe cộ, vân vân. Rất nhiều hiểm nguy có thể tới chỉ vì một triệu chứng mà nhiều người nghĩ là bình thường, chóng mặt. Cái lần mà tôi bị quay cuồng như thế thì tôi cũng kèm theo cả là đau đầu, mệt mỏi, rồi chờ bữa ăn thì không muốn ăn này. Rồi nhiều khi tôi chỉ nằm nghỉ nhiều hơn là ngồi. Thế khi mà nó đỡ thì tôi lại dậy tôi đi lại bình thường. Cách độ 1-2 ngày nó lại quay lại một lần như thế. Thế có thể là lâu hơn thì cũng bị như thế nhưng mà nó vẫn cứ quay cuồng. Là nửa tháng nay đúng không? Vâng. Khởi đầu là cô thấy nó như thế nào? Khởi đầu là tự nhiên tôi đang ngồi này thì tôi cứ chóng quay chóng cuồng hết cả mặt. Thế rồi nó đảo lộn nhà cửa, nó cứ lộn phèo lộn phộc lên. Xong rồi nhắm mắt vào. Mọi vật nó có quay cuồng, vâng, đảo nó hết. Đảo, cứ nhắm mắt vào cũng đảo. Mở mắt ra cũng đảo, không biết phương hướng nào. Từ nằm ngồi dậy, từ ngồi thì dậy ngồi lên. Dậy thì là nó bớt ạ. Phải ngồi dậy, chứ nếu mà nằm thì không chịu nổi. Thế là nằm thì bị nhiều. Nhưng khi thay đổi cái đầu khi nằm thì nó bị nhiều mà. Khi thay đổi cái đầu mình có nghiêng ngửa bên này bên nọ thì vẫn cảm thấy nó chán. Không ngủ dài, nghe vẫn bình thường, không giảm nghe. Bình thường. Có đau gì khác được không? Không. Không bị đau, không bị nhức đúng không ạ? Không đau. Lúc đầu, bệnh đến từ từ không phát hiện ra nên chị Lan cũng cứ cố gắng chịu đựng. Nhưng những triệu chứng cứ lặp đi lặp lại, đỡ rồi lại có lúc nặng hơn. Thế nên chị Lan đã quyết định phải tới gặp bác sĩ. Nhất là sau khi chị được thông báo về suất khám miễn phí mà chương trình Hãy Chia Sẻ Cùng Chúng Tôi hỗ trợ. Cô có một cái chóng mặt lại trên một cái cơ địa bị tăng huyết áp. Mà nhất là cái chóng mặt đợt này là nó kéo tương đối dài. Thế cho nên là nó có hai cái. Một là xem có vấn đề gì đặc biệt ở trên não không. Nó có cái thiếu máu não không. Và cái thứ hai nữa mình loại đến cái chóng mặt đấy, tức là nó thuộc về cái nhóm chóng mặt của trung ương. Thế thì bây giờ cháu sẽ phải cho làm bổ sung. Một là sẽ phải chụp cái cộng hưởng từ để xem có cái thiếu máu não không. Cái thứ hai nữa là sẽ phải làm một cái siêu âm động mạch cổ xem nó có hẹp cái động mạch không, và từ đấy nó gây ra cái thiếu máu não hay không. Bản thân chóng mặt thì không phải là một bệnh, nhưng nó lại gây ra nhiều sự khó chịu trong cuộc sống hàng ngày. Và quan trọng hơn, đó có thể là triệu chứng cho những căn bệnh nguy hiểm. Bởi vậy, bác sĩ Nguyễn Năng Tấn đã chỉ định cho chị Lan làm siêu âm động mạch cổ và chụp cộng hưởng từ.
Với những quý vị có cùng mối quan tâm tới sức khỏe và nhất là lại có những triệu chứng như nhân vật Lê Thị Ngọc Lan, xin hãy trở lại với các bác sĩ mà hãy chia sẻ cùng chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay. Dạ vâng, trước hết thì xin được hỏi bác sĩ Nguyễn Đăng Tấn là có rất nhiều người hay bị cái triệu chứng chóng mặt và rất mệt mỏi vì triệu chứng đó. Và nhiều người thì người ta gọi chung luôn một cái tên đó là người ta bị tiền đình. Không biết là cái quan niệm này của họ thì có đúng không? Và đó thì có phải được coi là rối loạn tiền đình hay không ạ? Một cái thói quen nói chung khi mọi người thấy tôi bị chóng mặt là mình nói là bị tiền đình thì thật ra là cũng không sai. Tuy nhiên là cái khái niệm đó mình phải hiểu một cách nó khá là thấu đáo, bởi vì liên quan đến cái vấn đề chóng mặt đấy hoặc là liên quan đến cái gọi là rối loạn tiền đình đó, nó có rất nhiều cái nguyên nhân nó gây ra và mình sẽ phải tìm cái nguyên nhân đấy. Thì chúng ta biết rằng trong cơ thể nó có ba cái hệ thống chính nó tham gia vào cái vấn đề giữ cái thăng bằng của cơ thể. Hệ thống thứ nhất là hệ thống thuộc về ốc tai tiền đình, tức là liên quan rất là mật thiết đến cái hệ thống ống bán khuyên và các xoan cầu, xoan nang cũng như hệ thống mê đạo của ống tai trong. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái cơ quan của mắt, tức là mắt của chúng ta định hình được đồ vật hiện tượng và di chuyển đi lại để giữ cho cơ thể được một cái thăng bằng. Và cái thứ ba cũng khá là quan trọng là liên quan đến hệ thống cảm giác sâu. Cái cảm giác sâu này của não nó giữ cho cơ thể của chúng ta định vị được cái vị trí và như thế giữ cho cơ thể thăng bằng được. Và nó có kết hợp cả những cái sợi dẫn truyền thần kinh từ gai tủy tiền đình đến cái hệ thống hố sau, nhất là tiểu não, cơ quan tiểu não và cơ quan vùng thân cầu não, nó cũng đóng vai trò quan trọng. Trở lại với bệnh nhân mà chúng ta vừa theo dõi trong phóng sự phần đầu đấy ạ. Vậy thì khi mà cô Lan đến mà thăm khám sức khỏe ở bệnh viện thì cô đang ở trong cái tình trạng sức khỏe như thế nào ạ? Vâng, chúng tôi đã tiếp nhận cô Lan đến là than phiền cái dấu hiệu đầu tiên là chóng mặt, và đặc biệt là khi cô ghi nhận được là chóng mặt liên quan đến khi cô thay đổi tư thế đột ngột, và cái diễn biến đấy nó hàng 2 tuần. Và trước đây tiền sử thì cô cũng đã có cái những cái cơn chóng mặt như thế, thế nhưng mà điều trị sau rồi nó cũng qua đi và nó ổn định. Và đợt này đến thì cái chóng mặt rất là dai dẳng liên quan đến cái tư thế. Thế là sơ bộ là chúng tôi nghĩ nhiều đến bệnh nhân này, có cái khả năng đầu tiên là nghĩ đến cái hội chứng tiền đình ngoại biên. Tuy nhiên bệnh nhân lại có một cái yếu tố nguy cơ mà chúng tôi gọi là yếu tố nguy cơ về mạch máu, tức là có tăng huyết áp, có mỡ máu cao và tuổi tác cũng tương đối rồi, tức là ngoài 60 rồi. Thế thì cũng không loại trừ được, trong chẩn đoán sơ bộ ban đầu cũng không loại trừ được cần phải cảnh giác với những cái tổn thương của tiền đình trung ương, vùng tiểu não, đặc biệt là vùng tiểu não hố sau. Đấy, thế thì sơ bộ là chúng tôi nghĩ đến như thế. Và cuối cùng thì đã cho bệnh nhân làm những xét nghiệm gì và kết quả? Và chính chúng tôi nghĩ về lý luận về lâm sàng, thế cho nên chúng tôi đã quyết định là chụp cái cộng hưởng từ não, phân tích cái thì mạch, phân tích cái hệ thống xem có cái thiếu máu não không. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cho làm một cái siêu âm Doppler động mạch của hệ thống động mạch cổ, tức là trong đó động mạch cảnh, động mạch đốt sống, đặc biệt là cái động mạch đốt sống nó rất là quan trọng. Kết quả chúng tôi thu nhận được não và hệ thống hố sau, tức là cái vùng tiểu não và cái vùng thân não của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, tức là không có cái tai biến, chúng tôi gọi là tai biến mạch máu não. Cái thứ hai nữa là chúng tôi ghi nhận được cái hệ thống động mạch, nhất là động mạch đốt sống của bệnh nhân, là chắc là do cái vữa sơ của động mạch và nó gây hẹp cái khẩu kính, đặc biệt là bên trái hẹp hơn so với bên phải. Thì cuối cùng, chẩn đoán cuối cùng thì chúng tôi nghĩ rằng bệnh nhân này có một cái chóng mặt rối loạn tiền đình dạng, nó gọi là chóng mặt tư thế cấp phát lành tính, tức là nó liên quan đến vấn đề về tư thế, và cái này thuộc cái nhóm tiền đình ngoại biên. Vâng, xin bác sĩ có thể cho biết rõ hơn đó là cái nguyên nhân để mà gây ra cái hội chứng chóng mặt, và mọi người thì thường hay đánh đồng rằng là thiểu năng tuần hoàn não và rối loạn tiền đình là một, thì điều đấy có đúng hay không ạ? Vâng, trong cái rối loạn tiền đình như thế thì có một cái nhóm thuộc nguyên nhân cũng gây ra chóng mặt mà thường chúng tôi hay nói là liên quan đến cái gọi là triệu chứng đau đầu migraine thể sống nền. Thì cái đấy nó cũng gây ra cái gọi là thiểu năng tuần hoàn, kết hợp thiểu năng tuần hoàn sống nền, và có thể nó có một cái vấn đề bất thường của cái động mạch đốt sống, động mạch thân nền ấy, tức là nó có thể hẹp và làm cho tuần hoàn máu lưu thông lên trên não nó bị giảm. Thì thông thường nó có tên bệnh cụ thể, và có thể cái triệu chứng nó hậu quả nó gây ra nó gọi là thiểu năng tuần hoàn, và nhiều người
đã gọi là một cái bệnh thiểu năng tuần hoàn não, hay gọi là rối loạn tiền đình là một, nhưng thật ra thì nó không có một cái bệnh nào như thế cả. Xin được cảm ơn bác sĩ. Bây giờ với quan điểm của đông y ạ, thưa bác sĩ, thì với đông y thì cái hội chứng chóng mặt ấy thì nó sẽ được hiểu như thế nào ạ? Trong y học cổ truyền thì có thể chia nhiều các cái thể khác nhau. Ví dụ như thể là can hỏa vượng thì chúng ta hay gặp ở những cái người cao huyết áp và tuổi trẻ đấy, mặt đỏ, mắt đỏ, tính tình nóng nảy, dễ cáu gắt, kèm theo tăng huyết áp. Thể thứ hai là ví dụ như thể tâm tỳ hư thì ta lại hay gặp ở những người mà da nó xanh xanh, ta y học hiện đại gọi là thiếu máu. Còn những cái thể khác là nó do suy nhược, ví dụ như là thận hư. Đấy, những cái người mà nó bị ốm đau lâu dài, bẩm tố tiên thiên sinh ra nó đã thế rồi, hoặc là do lao động quá nặng nhọc đi, thì cuối cùng là nó dẫn đến cái chuyện hội chứng như vậy. Thôi rồi thì anh trong những cái tình trạng mà mất nước, mất máu, mất nhiều mồ hôi, hoặc là phụ nữ rong kinh vân vân, thì nó tạo thành một cái suy nhược kèm theo, nó sinh ra nguyên nhân như vậy. Dạ vâng. Như vậy có thể thấy rằng là rất nhiều nguyên nhân gây ra những cái triệu chứng, đúng không ạ? Vậy thì nhưng mà có nhiều bạn trẻ đấy ạ, thưa anh Tấn, là bạn ấy cũng có chia sẻ là khi mà thay đổi tư thế đột ngột ấy, bạn ấy cũng bị cái hiện tượng là chóng mặt, xây sẩm mặt mày. Vâng. Thì đây nó cũng là nó cũng là cái triệu chứng của chóng mặt đấy, đúng không ạ? Mọi người vẫn gọi là rối loạn tiền đình ngoại biên, thì có đúng hay không ạ? Thật ra thì cũng chưa hoàn toàn khẳng định ngay đấy là đúng. Như tôi vừa nói ban đầu ấy, đúng ra ngay từ ban đầu khi người thầy thuốc khám cũng sẽ xác định là đây có phải thực sự là hội chứng tiền đình thực hay không, hay là gọi là hội chứng tiền đình giả, tức là không phải hội chứng tiền đình. Tức là có những cái yếu tố thuộc về thiếu máu, đặc biệt là đối với các bạn nữ trẻ mà thiếu máu, nhất là thiếu máu thiếu sắt, thì khi anh thay đổi tư thế chắc chắn là anh sẽ cảm giác xây sẩm mặt mày, đúng không ạ? Ngoài cái đấy ra, loại các nguyên nhân khác thì bắt đầu mình mới nghĩ đến những cái nguyên nhân thuộc về hệ thống tiền đình. Dạ, vậy thưa bác sĩ, độ tuổi nào thì hay gặp phải những cái trường hợp như thế ạ? Thật ra như chúng ta biết rằng thì nó gặp tất cả các lứa tuổi, trẻ con, người lớn, và đến gặp với chúng tôi thì đủ các đối tượng. Và nhưng theo một cái khi mà nghiên cứu rõ cái vấn đề nguyên nhân và các cơ địa của từng ca đến khám ấy, thì chúng tôi ghi nhận rằng với những người trẻ thì thông thường là cái gọi là rối loạn tiền đình đấy có thể nó liên quan đến những cái bệnh lý thuộc về rối loạn về mạch máu, và thường là rất là lành tính. Cái đối tượng về người tuổi tác cao hơn một chút thì có thể nó liên quan đến các bệnh lý thuộc về hệ thống ống tai trong, hoặc là những cái thoái hóa, hoặc là những cái bệnh lý trong tai mũi họng, nó có một cái bệnh lý Meniere, tức là cái tổn thương của cái vùng mê đạo, ứ cái dịch của vùng đấy, và nó gây ra chóng mặt, giảm nghe và ù tai, thường tiến triển cứ càng ngày càng tăng dần. Và cái nữa là khi nó có các yếu tố nguy cơ về mạch máu kết hợp như tôi nói từ ban đầu ấy, có thể có đường máu cao, tức là bệnh tiểu đường, có thể mỡ máu cao, huyết áp cao, axit uric cao, vân vân, thì cảnh giác với những cái rối loạn tiền đình đấy, nó gây ra tổn thương thiếu máu của hệ thống ốc tai, hệ thống tiền đình ốc tai, hoặc là của những cái vùng hố sau như tôi vừa nói, tức là nhất là cái vùng tiểu não. Thế thì những cái nguyên nhân là như vậy. Thưa bác sĩ Lê Lương Đống, chúng tôi được biết là trong đông y ấy, thì có những biện pháp chẳng hạn như là những cái phương pháp chẳng hạn như là đẩy cái hơi vào tai này, hoặc là xoa bóp bấm huyệt này cho những cái triệu chứng chóng mặt đấy ạ. Vậy thì đây là những cái phương pháp có tác dụng đối với những cái triệu chứng này, có phải không ạ? Vâng. Thế thì cũng nói như bác sĩ Năng Tấn là chúng ta thấy là ví dụ như tất cả các cái hội chứng đó, thì nếu chúng ta cải thiện được tuần hoàn não thì chắc chắn nó sẽ có góp phần cải thiện bớt được các cái triệu chứng, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta thấy là cái xoa bóp vùng cổ gáy thì nó có thể để xóa bớt, nhất là những người thoái hóa cột sống, hay là nó hẹp các cái lỗ liên hợp ấy, thì cái xoa bóp đó cũng tạo cho cái tuần hoàn qua cái động mạch sống nền, đúng không ạ, là nó sẽ tốt hơn. Mặt khác thì chúng ta thấy là cái tiền đình tai thì nó cũng có, ví dụ ta làm cái động tác cái áp một ngày khoảng một vài trăm lần gì đấy, thì thông qua cái áp lực, thông qua màng nhĩ mà, thì nó cũng có phần nào nó cải thiện tuần hoàn, cũng như là kể cả cái tác động đến cái thể dịch ở trong đó. Và như vậy thì nó góp phần để cho các cái triệu chứng nó đỡ hơn. Trở lại với bệnh nhân của chúng ta đầu chương trình, thì thưa bác sĩ, cuối cùng cái phương pháp điều trị thế nào? Vâng. Trên bệnh nhân này thì chúng tôi đã quyết định là thứ nhất
trong giai đoạn đầu thì mình sẽ phải dùng các thuốc để bình ổn cái huyết áp. Cái thứ hai là mình sẽ phải dùng cái thuốc để giảm cái mỡ máu, bởi vì trong trường hợp này bệnh nhân có cái mỡ máu cao, kèm theo nó đã ảnh hưởng đến cái vấn đề xơ vỡ về mạch máu, và cộng thêm những cái thuốc để hỗ trợ thêm về vấn đề chuyên cho về vấn đề chóng mặt. Ngoài ra nữa thì vẫn bệnh nhân phải có những cái động tác, nó gọi là động tác tập phục hồi chức năng chuyên biệt cho cái hệ thống tiền đình. Và chúng tôi khuyên về vấn đề kế hoạch dài hơn nữa thì bệnh nhân này cũng nên khám bác sĩ chuyên khoa tim mạch để cải thiện vấn đề về huyết áp, để làm thêm những cái thăm dò xem là cái huyết áp đấy nó như thế nào, nguồn gốc ra làm sao, và mình điều chỉnh thuốc cho nó phù hợp. Đấy, thì chúng tôi nghĩ là trên cái bệnh nhân của bác Lan mà chúng tôi khám thì nó có một số những cái vấn đề như vậy. Vâng, chúng tôi cũng mong là cũng thành thật là mong và chúc là bác Lan sẽ có được cái kết quả tốt hơn sau một cái đợt thăm khám rồi điều trị, kết hợp với việc kiêng khen rồi tập thể dục rồi làm rất nhiều việc mà như bác sĩ vừa chia sẻ. Chúng tôi cũng mong là sức khỏe các bác sẽ khá hơn. Thưa bác sĩ Đống, là trong Đông y ạ thì sẽ có những cái phương pháp điều trị như thế nào để có hiệu quả tốt nhất đối với cái hội chứng chóng mặt này ạ? Thứ nhất là trong sinh hoạt, ví dụ như chế độ ăn uống, anh uống nhiều rượu quá, ăn nhiều các thức cay nóng béo nhờn, sau đó là nó trở nên thấp trễ, mà y học hiện đại gọi là nó tăng mỡ huyết hoặc là rối loạn chuyển hóa mỡ huyết, thì cái đó cũng là không tốt. Hoặc là anh lao động trong cái môi trường mà nó ẩm thấp nhiều, hay là lạnh quá hoặc là nóng quá, thì đều có thể làm cho các triệu chứng nó tăng hơn lên. Thì tất cả những yếu tố là cái yếu tố ảnh hưởng, vì con người là bệnh tật nó nằm trong con người tổng thể mà. Những yếu tố tinh thần đó là y học cổ truyền cũng được quan tâm. Nếu mà được luyện tập theo phục hồi chức năng thì đấy cũng là đang một chuyên ngành hiện nay đang rất cần thiết của chúng ta. Thế rồi thì cái chế độ tập luyện thế nào đó để nâng cao sức khỏe chung, và khi nâng cao sức khỏe chung thì cái cải thiện được tuần hoàn não thì giúp đỡ các cái hoạt động của các neuron thần kinh tốt vào anh Tấn này, thì nó sẽ nâng cao và sẽ giảm nhẹ chứng bệnh. Nói chung là chúng ta cũng có tùy theo nguyên nhân và chúng ta có điều trị toàn diện. Trong Đông y có những cái loại thảo dược như thế nào mà để có thể cũng hỗ trợ, góp phần hỗ trợ điều trị cái bệnh này không ạ? Qua các cái nguyên nhân như vậy thì nó có những cái bài thuốc kinh điển. Thế nhưng mà để mà tìm đến những các cái thầy thuốc có uy tín này, tìm được các cái bài thuốc như vậy để chế biến này, để cách tiện dụng và phổ thông thì cũng khó. Như vậy thì tôi chỉ nói một vài cái vị thuốc mà có thể phổ thông chúng ta dùng được. Trước tiên thì có thể là nói đến cái cây đinh lăng. Cây đinh lăng là một cây trồng vừa làm cây cảnh này, vừa làm gia vị, ăn uống các cái loại khác. Cái cây đinh lăng này đấy thì nó có một cái đặc điểm là nó tính vừa ngọt một tí, hơi đắng một tí, nhưng mà cái tính của nó ta gọi là tính bình, tức là cũng không nóng mà không lạnh, hay là không hàn không nhiệt, trên cái việc dung nạp cho cơ thể con người chúng ta là khá tốt. Tóm lại là cái cây đinh lăng là một loại cây mà nó làm tăng sức khỏe con người, tăng lực, ta gọi là tăng lực. Cái thứ hai là có một cái vị mà phương Tây người ta dùng lâu nay là ở Hàn Quốc người ta trồng, thì đấy là bạch quả. Nó cải thiện tuần hoàn não rất tốt. Nó không những là nó có cái giãn mạch rồi là lưu thông, mà nó lại còn tăng chuyển hóa ở các neuron thần kinh. Đấy, nhờ vậy cho nên là người ta ứng dụng để điều trị bệnh Alzheimer, tức là bệnh đãng trí tuổi già này, rồi những người mà hay quên này, thì đấy là những cái mà hiện nay cái thành tựu đó là kết